Hyun Bin đã quyên góp số tiền 200 triệu won, gần 4 tỷ đồng, để giúp cho quê nhà Hàn Quốc chống dịch COVID-19 đang hoành hành. Theo thông tin trên tờ Star News của Hàn Quốc, Hyun Bin đã quyên góp 200 triệu won, gần 4 tỷ đồng, cho quỹ cộng đồng Hàn Quốc từ cuối tháng 2 để góp phần ngăn chặn sự lây lan và khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Nam diễn viên chủ động không công khai thông tin này mà âm thầm quyên góp. Trước đó, khi dịch bệnh COVID-19 trở nên căng thẳng trên thế giới và ở cả Hàn Quốc, Hyun Bin đã viết thư bằng 4 thứ tiếng Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản để động viên fan giữ gìn sức khỏe, mong những người nhiễm bệnh nhanh chóng bình phục, đồng thời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã không quản ngày đêm chữa bệnh. Những hành động ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần của Hyun Bin nhận được sự ủng hộ, tán dương của công chúng. Trước Hyun Bin, người bạn diễn trong phim Hạ cánh nơi anh, của anh là nữ diễn viên Son Ye-jin cũng đã quyên góp 100 triệu won, gần 2 tỷ đồng để chống dịch COVID-19. Hyun Bin âm thầm quyên góp 200 triệu won ủng hộ chống dịch COVID-19. Hyun Bin đang là cái tên cực hot của phim ảnh Hàn Quốc. Hiện tại sau thành công của bộ phim Hạ cánh nơi anh, đóng cặp cùng nữ diễn viên Son Ye-jin vào vai nam chính là anh lính Bắc Hàn Ri Geong Hyo, vô tình gặp định mệnh của mình là Eon Sari Son Ye-jin, bị tai nạn nhảy dù dạt sang Triều Tiên và vô vàn câu chuyện dở khóc dở cười sau đó. Những tương tác tuyệt vời của Hyun Bin và Son Ye-jin trên màn ảnh khiến người xem quán quéo. Hạ cánh nơi anh cũng trở thành bộ phim có rating tỷ lệ người xem cao nhất trong lịch sử đài TVN. Video liên quan bộ đôi làm mưa làm gió, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á dịp đầu năm 2020 PT, theo thế giới trẻ Let's Explore Us. Oi.